Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 5.000 cái đồng token NT của dự án Netum Network các bạn nhé. Và hiện tại thì mình đang ở trong trang web của dự án này. Và ở đây thì có giới thiệu tất cả những cái nội trình của dự án cũng như là cái tokenomics của dự án này. Tổng cung của đồng token NT này là có 200 tỷ các bạn nhé. Và cái số lượng airdrop cho cộng đồng là 64,5% này. Đấy, cái dự án này thì số lượng airdrop rất là nhiều các bạn nhé. Và đây thì draft map của dự án này thì cũng có rất là nhiều thông tin, các bạn có thể là vào trang web này để chúng ta tham khảo và tìm hiểu thêm nhé. Và trong nội trình của dự án này thì sẽ có là các sàn giao dịch tiền điện tử như là Binance, Huobi này. Đây là những cái đơn vị cộng tác với cái dự án này các bạn nhé. Và cái nội trình là trong tháng 8 này thì bắt đầu chương trình airdrop này. Tháng 11 thì phân phát token NT và cơ chế cho đối tác các bạn nhé. Đó, và bắt đầu là tháng 1 năm 2024 thì sẽ niêm yết trên các sàn giao dịch chính thống này. Tháng 5 năm 2024 thì mục tiêu của token NT là trở thành một trong những loại tiền điện tử hàng đầu thế giới. Đây là cái nội trình của dự án nhé. Thì mình thấy cái dự án này là nó cũng khá là tiềm năng và kèo này thì vừa mới ra các bạn nhé. Vậy thì để mà tham gia được kèo này thì đầu tiên các bạn cần phải tải cái ví này về nhé. Các bạn sẽ nhấp vào cái đường link mình để dưới phần mô tả, sau đó thì các bạn sẽ tải này. Với những dòng máy Android thì các bạn cần phải cập nhật phiên bản là 10.0 trở lên thì chúng ta sẽ tải được cái ví này nhé. Còn nếu máy nào các bạn không tải được ví trên cửa hàng thì các bạn có thể là tải bằng APK nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta bắt đầu tải về nhé. Ở đây mình sẽ nhấp vào mục cài đặt này. Cái kèo này nó rất là mới nhé, hiện tại mới có hơn 1.000 người tải về thôi các bạn nhé. Đây, lượt tải xuống của nó mới chỉ có hơn 1.000 thôi. Mình là những người đi đầu tiên của cái dự án này nên các bạn tranh thủ chúng ta tham gia để nhận cái phần thưởng này nhé. Sau khi tải xong thì chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ mở ở đây nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ tạo ví này. Ở đây thì nó sẽ mặc định là tiếng Việt, nếu mà các bạn là ở nước ngoài thì các bạn có thể là đổi ngôn ngữ nhé. Và đây, bước đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào mục tạo ví nhé. Ô đầu tiên này thì chúng ta sẽ nhấp để lấy khóa cá nhân này. Các bạn lưu ý là khi các bạn nhấp vào cái dòng đầu tiên này để lấy mã khóa cá nhân ý, thì nhấp vào đây các bạn sẽ chưa sao chép được nhé. Mình thấy là trên cái máy của mình nó chưa sao chép được thì các bạn có thể là chụp ảnh màn hình để lưu lại này. Sau đó thì chúng ta đăng nhập được vào ví, chúng ta tạo ví xong chúng ta đăng nhập vào ví thì có thể là copy ở trong ví thì nó sẽ dễ hơn. Còn ở đây mình thấy là nhấp vào để copy là nó không cho copy nhé. Và tiếp theo thì ô dưới đây thì các bạn sẽ nhập cái mã xác minh vào. Thì mã xác minh ở đây nó có 4 số ở góc này, các bạn sẽ nhập nó vào đây nhé. Và tiếp theo thì mật khẩu này thì các bạn sẽ tự cài đặt nhé. Thường thì mật khẩu nó sẽ gồm có từ 6 đến 8 ký tự trở lên, trong đó có chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt các bạn nhé. Sau khi các bạn điền đầy đủ ba cái ô này rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào chữ tạo ở đây nhé. Và sang tới bước này thì nó sẽ có cái mục để cho các bạn sao chép cái mã khóa cá nhân này. Thì đây là cái mã khóa để các bạn có thể là đăng nhập được vào ví này. Lưu ý là cái này các bạn phải lưu giữ và cất kỹ nhé, không được tiết lộ cho ai biết, bởi vì khi mà lộ là sẽ bị hack ví. Thì ở đây các bạn sẽ nhấp vào cái mục sao chép khóa cá nhân này nhé. Sau khi sao chép xong thì chúng ta sẽ nhấp vào mục tiếp theo này. Ở đây thì các bạn sẽ nhập cái khóa cá nhân mà các bạn vừa sao chép. Các bạn sẽ dán nó vào đây, sau đó thì nhập cái mật khẩu ví và chúng ta nhấp vào mục xác nhận nhập này để chúng ta đăng nhập vào ví nhé. Như vậy là chúng ta đã tạo được ví thành công rồi. Để nhận được 5.000 cái đồng token NT này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta nhập mã mời nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục của tôi này, có cái hình biểu tượng đầu người đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục là mời bạn bè nhé. Và dưới này các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng chữ là nhập hoặc quét để liên kết này. Thì chúng ta sẽ nhấp tay vào đây và sau đó thì dán cái mã mời của mình vào nhé. Sau khi dán cái mã mời xong thì các bạn sẽ nhấp vào cái chữ trói buộc ở đây. Đó, như vậy là chúng ta đã nhận được 5.000 cái đồng token này. Thì các bạn sẽ ra ví đây nhé. Chúng ta sẽ ra ví này. Và các bạn sẽ kiểm tra ở cái mục là NT này nhé. Chúng ta nhấp vào đây thì sẽ thấy là chúng ta đã nhận được là 5.000 cái đồng token này rồi. Đó, bây giờ quay trở lại đây thì có thể là một lúc nữa nó nát màn hình xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây. 5.000 cái đồng token này thì nó trị giá tương đương với 500 đô, nhưng mà đây là cái giá tượng trưng các bạn nhé. Bởi vì cái đồng token này nó chưa niết sàn cho nên nó chưa có giá trị thật. Đó. Và để mà chia sẻ được cho bạn bè thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục của tôi ở đây.
và chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là mời bạn bè này. Và tiếp theo thì các bạn sẽ copy cái mã mời này để đi chia sẻ cho mọi người nhé. Khi các bạn chia sẻ cho người mới thì người mới cũng sẽ nhận được 5.000 cái đồng token này và bạn cũng sẽ nhận được 5.000 token này nhé. Và để cập nhật được cái thông tin của dự án thì các bạn sẽ join vào group của dự án để chúng ta cập nhật những cái thông tin mới nhất. Ở đây thì chúng ta sẽ join vào cái group Telegram này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn là chỉ một lần nhé. Đó, các bạn sẽ join vào đây để chúng ta cập nhật thông tin này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ join tiếp vào mục Channel ở đây nhé. Nó có hai group, một group là để chat cộng đồng và một group là channel của dự án các bạn nhé. Và tiếp theo thì các bạn có thể là theo dõi ở trên cái trang Twitter của dự án này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục là mở nhé. Và chúng ta sẽ chọn chỉ một lần này. Đây là cái tài khoản Twitter chính thức của dự án và có tích xanh các bạn nhé. Các bạn sẽ lên đây theo dõi này và like, retweet các cái bài đăng ở trên này để chúng ta cập nhật thông tin nhé. Ở trong cái ví này thì nó có cái mục thị trường này, các bạn có thể là nhấp vào đây để chúng ta theo dõi các cái đồng coin này. Ở đây nó có mục thị trường và cái mục trao đổi này nhé. Ở đây thì các bạn có thể là trao đổi cái đồng NT này sang cái đồng USDT và ở đây thì có thể là cái số dư của mình nó vừa mới được nhận ý là cái số dư đấy nó đang khóa, chúng ta chưa giao dịch được các bạn nhé. Có nghĩa là trong này nó có đầy đủ chức năng nhưng mà hiện tại thì cái số dư NT này là chúng ta chưa dùng được các bạn nhé. Có thể là đang ở trong cái thời gian mà nó khóa, chưa rút được đâu các bạn nhé. Nên chúng ta đăng ký thì chúng ta cứ nhận miễn phí thôi. Đó, và tiếp theo thì ở đây có cái mục giao dịch này. Mục giao dịch này thì mình thử nhấp vào cái mục chôn này. Cái mục TRX này thì nó có thu nhập hàng ngày. Chương trình phần thưởng này thì khi mà các bạn staking cái đồng chôn này thì các bạn sẽ nhận được lãi hàng ngày là 0,45% và thu nhập một tháng là 13,5%. Thì cái này nó là cái chức năng ở trong ví thì mình xem qua thì mình thấy thì mình chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu thôi. Chứ còn ở đây thì mình không khuyên các bạn là nạp cái đồng chôn hay cái đồng USDT vào đây nhé. Chúng ta nhận airdrop miễn phí thôi các bạn nhé. Chứ chúng ta không có vào cái mục thu nhập hay staking ở trên này bởi vì cái ví này nó rất là mới. Chúng ta chỉ tham gia để nhận 5.000 cái đồng token miễn phí này và chia sẻ cho mọi người cùng tham gia. Ở các kèo miễn phí thì nó sẽ có kèo được ăn, có kèo không được ăn. Nhưng mà khi mà chúng ta tham gia ấy, thì chúng ta không mất vốn nên là chúng ta cũng không có lo ngại rủi ro gì các bạn nhé. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn tạo ví và nhận 5.000 cái đồng token NT của cái dự án NetTwin Network này. Các bạn muốn tham gia thì hãy nhấp vào cái đường link bên dưới phần mô tả video của mình và sau đó thì có thể là tải app và nhập cái mã giới thiệu của mình vào để nhận được phần thưởng nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.